Xin chào quý vị và các bạn, Ariran, thương hiệu quá đỗi quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt Nam rồi đúng không ạ? Không những thành công đối với những sản phẩm về đầu karaoke, Ariran còn được biết đến với các sản phẩm về loa hay là âm ly vô cùng chất lượng. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Là một trong những dòng âm ly hay nhất ở thời điểm hiện tại, âm ly Ariran BA203XG đẹp từ thiết kế, hoàn hảo về chất lượng, đã và đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người yêu âm nhạc chỉ sau một lần dùng thử. Âm ly Ariran BA203XG được thiết kế nhỏ gọn với kiểu dáng hình chữ nhật hiện đại, vừa mang lại cho bạn vẻ sang trọng, độc đáo, cá tính, đồng thời cũng giúp bạn dễ dàng di chuyển sản phẩm này ở trong bất kỳ không gian phòng của mình, giúp tiết kiệm diện tích không gian một cách vô cùng hiệu quả. Toàn bộ vỏ là màu trắng bạc tạo nên sự sang trọng trẻ trung. Mặt trước bao gồm các núm vặn điều chỉnh, hai giắc cắm micro nằm ở phía nửa trái nửa phải. Còn lại gồm logo thương hiệu Ariran BA203XG, tem chống hàng giả, một núm điều chỉnh với kích thước lớn và một nút power. Đặc biệt mặt trước được điểm thêm màu xanh trên nền trắng bạc tạo nên sự nổi bật hút mắt người dùng. Thiết kế hai tay cầm hai bên tạo sự tiện lợi khi di chuyển lắp đặt sản phẩm. Mặt sau là các cổng kết nối thông dụng. Âm ly Ariran BA203XG cung cấp âm thanh rõ ràng, trung thực, tự nhiên, không pha tạp. Đặc biệt là khi bạn thưởng thức những dòng nhạc có âm hưởng cao, sản phẩm này sẽ mang đến cho bạn những âm thanh thuần khiết, hài hòa và chân thật nhất. Âm ly Ariran BA203XG hỗ trợ chuẩn âm thanh vòm Dolby True HD và DTS HD Master Audio mới nhất. Nhờ đó mà bạn có thể thưởng thức chất lượng âm thanh không nén, đa kênh với độ phân giải cao ngay tại nhà. Sản phẩm sẽ khiến cho người nghe như hòa mình vào không gian âm nhạc sống động với nhiều thể loại đa dạng, phong phú từ rock, hip hop hay là nhạc gia cho đến nhạc quê hương trữ tình sâu lắng. Đặc biệt với chức năng tự động hiệu chuẩn của công nghệ ESES EQ3 đã tạo ra cho bạn một hiệu ứng âm thanh vô cùng chính xác, mạnh mẽ, giúp bạn thưởng thức được âm thanh phát ra từ TV trung thực và sống động hơn bao giờ hết. Giờ đây, tại nhà bạn có thể hòa mình vào những âm thanh sôi động trên sân khấu như là đang trải nghiệm thực tế, hay là chúng ta sẽ chìm đắm vào vũ điệu cổ động cuồng nhiệt trên các sân vận động. Nào còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh chân đến với VDA để sở hữu cho mình một dàn âm ly Ariran BA203XG với mức giá tốt nhất chỉ 2.900.000 đồng. Và đừng quên rằng bạn sẽ được trải nghiệm miễn phí chất lượng của sản phẩm này ngay tại các showroom của chúng tôi. Còn bây giờ thì VDA xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.